Anh Thư xin chào. Hôm nay mình quay video này ở trong nhà tắm, tự vì mình muốn chia sẻ về hai cách mình làm skin care vào buổi sáng và buổi tối. Trước đây á, mình cũng không có cái khái niệm là skin care đâu, tự vì mình nghĩ là không có cần thiết. Nhưng mà ngày qua ngày cho đến khi sắp sửa chạm cái ngưỡng 40 tuổi á, thì mình mới nhận ra là cái việc skin care vô cùng là cần thiết. Thứ nhất là làm đẹp cho bản thân của mình, làm cho phụ nữ của mình cảm thấy tự tin. Và thứ hai là làm đẹp cho ông xã của mình nữa. Cho nên cách đây bắt đầu khoảng nửa năm á, là Thư mới thực sự là quan tâm với vấn đề skin care. Nhưng mà bản thân của mình á, cũng không phải là người chuyên nghiệp lúc nào cũng nghĩ tới cái việc skin care, sao phải thực hiện đủ 6 bước 7 bước y như là trong báo chí và những cái kênh mà người ta hướng dẫn, mà mình chỉ quan niệm là phải làm sạch da mặt buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi ngủ, sau đó thì sử dụng những cái sản phẩm kem làm mềm da, nuôi dưỡng da và ngăn ngừa những cái tia nắng mặt trời nè và vết nhăn. Cho nên thời điểm hiện tại thì Thư có hai bộ skin care vào buổi sáng và một bộ vào buổi tối. Thì một bộ vào buổi sáng thì nó rất là amateur, nó không có chuyên nghiệp tí nào cả. Nhưng mà khoảng nửa năm nay mình sử dụng thì mình cảm thấy là cái làn da của mình nó cải thiện rất là nhiều. Rồi cho nên mình cũng yên tâm và mình nghĩ là sắp tới mình sẽ tiếp tục sử dụng. Thì buổi sáng của mình thì nó cũng có một cái chai toner và một cái hũ kem dùng cho ban ngày. Thì cái hũ này là Olay mà mình xài nay cũng hơn nửa năm mà nó cũng vẫn chưa hết. Còn cái chai toner này thì mình mua cách đây khoảng 2 tháng. Thì cái này là cái hiệu này mình không có biết đọc. Thì đây là mặt hàng mà mình mua ở tại Papua New Guinea và được nhập khẩu từ ở phía bên Úc. Và cái này thì nó hơi có cồn nhưng mà không sao. Buổi sáng á, khi mà mình ngủ thức dậy á, mình rửa sạch mặt xong á, thì mình cũng cần có cái toner với một ít cồn để mà làm cho da của mình nó thật sự là sạch sẽ. Thì cái cách mà sử dụng á, là mình sẽ lấy một cái miếng tăm bông nè, và sau đó là mình lắc lắc cái chai lên và mình xịt ra 2 giọt. Sau đó Thư sẽ lau nhẹ ở trên trán nè. Và lúc nào Thư cũng có cái giữ cái cách lau là lau từ dưới lên. Một ngày á, mình chăm sóc một chút như nè, thì trải qua 10 năm, 20 năm thì mình sẽ thấy cái hiệu quả. Chứ ngay từ bây giờ á, mình đọc sách báo nhiều, mình coi video YouTube nhiều cách người ta hướng dẫn skin care mà mình không có áp dụng á, thì sau này á, 1-2 năm, 5 năm nữa mình sẽ cảm thấy mình già rất là nhanh. Sau đó Thư lật lại cái mặt khác ha, Thư cũng sẽ lau ở dưới cổ. Cái sản phẩm này á, cái toner là có nghĩa là cái nước hoa hồng á mấy bạn. Nó có cái chất cồn á, cho nên á, khi mà mình lau như vậy nè, nó làm sạch da của mình rất là nhiều. Nó loại bỏ những cái hắc tố, những cái vết thâm màu đen. Cho nên Thư còn tiết kiệm, Thư lau cái phần còn lại, Thư lau ở trên vai, ở trên cổ, phía sau của cổ của mình. Thực sự là dơ lắm luôn. Không biết là mọi người có nhìn rõ không? Mình không biết là cái máy quay của mình nó có làm cho cái phim của mình rõ cái miếng này không, mà rất là dơ. Xong. Và sau đó thì mình để rửa tay cái đã. Lau khăn. Và sau đó thì mình sẽ lấy một miếng. Nhiêu đây thôi, đủ rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Và xoa đều ra. Thư sẽ nhìn vô kiến để Thư xoa đều ra ha. Khoảng 3 năm nay á, Thư thật sự rất là thích dùng những cái sản phẩm hiệu Olay, tự vì rất là lành tính.
cái sản phẩm này á thì nó dùng cho ban ngày nè, rồi có cái độ SPF là 15 để tránh cái ánh nắng mặt trời. Mình dùng thêm miếng nữa tại vì cảm thấy nó bị hơi bị khô. Thư mua một hũ này, cái hũ này là chồng của mình mua giùm khoảng 20 mấy đô, mà mình xài này lâu lắm mà chưa hết. Ok, rất là thoải mái. Thì thông thường á, cái lịch một ngày của mình á là buổi sáng mình thức dậy vào lúc 7 giờ. Thì từ 7 giờ cho đến khoảng 8 giờ là cái thời gian chồng mình đi làm á, thì mình có thời gian để mà check YouTube nè, rồi coi có bạn mới hay không, rồi tương tác nè, hoặc là thăm hỏi mọi người, đi vô xem tiêu video á để coi coi bạn bè mình có gì mới hay không. Và sau đó thì khi mà chồng mình đi làm rồi á thì mình còn phải dành ra hơn 1 tiếng để tập thể dục nè, rồi lại mất 1 tiếng nữa để lau nhà, và mất thêm 1 tiếng nữa để nấu cơm. Và sau khi mà mất 3 tiếng để nấu cơm á thì chồng mình sắp sửa về ăn cơm. Và đó là cái thời gian mà mình tắm gội, và sau đó là mình dùng cái phương pháp skin care này để mà dưỡng da mặt cho nguyên một ngày. Rồi đến tối sau khi mà cơm chiều xong ha, thì mình cũng đi tắm và mình lại dùng một cái bộ skin care khác dành cho buổi tối. Thì đây là cái sản phẩm hiệu Sukin. Sukin. Mong là camera nó sẽ quay rõ để mọi người nhìn thấy cái hiệu Sukin. Và đây là cái kem dưỡng ẩm dành cho ban đêm. Night cream. Và đây là cái toner. Toner cũng có nghĩa là nước hoa hồng đó các bạn. Nhưng mà cái toner này là dạng xịt. Thì buổi tối mình không có phải dùng cái bông tẩy trang để mà thấm để mà lau nữa, thì mình cũng hạn chế là lau trét cái mặt nhiều ha. Cho nên á, ban đêm á thì mình dùng cái sản phẩm này để mà xịt. Mình chỉ cần như vậy nè, rồi xịt lên da. Sau đó Thư sẽ vỗ vỗ gì nè cho nó thấm thấm. Rồi sau đó thì sẽ dùng cái sản phẩm kem này, Sukin, để mà apply, để mà thoa lên trên mặt. Thì cái sản phẩm này á, nói thiệt với các bạn luôn, nếu như mà các bạn dùng á, nó vô cùng lành. Và khi mà các bạn thoa lên da thì cái làn da của mình nó trở nên rất là mềm, rất là mịn. Sáng sớm á, mình ngủ thức dậy á, mình vẫn thấy cái mặt của mình nó rất là mềm. Và cái mùi thơm của nó không phải là nó quá thơm rực rỡ y như là những cái sản phẩm khác, mà nó dạng nồng nồng y như là thuốc á, nhưng mà làm cho mình cảm giác rất là dễ chịu. Thì đây là một cái sản phẩm của Úc, thì mình bán ha, mình mua lẻ ở trong mấy cái pharmacy của shopping mall của PNG ở đây á, thì với cái giá là khoảng 50 kina là tương đương với khoảng 300.000 Việt Nam đồng. Nhưng mà sau đó thì mình cũng mạnh dạn là coi cái xuất xứ, cái nguồn á, thì thấy là cái sản phẩm này nó có website chính thức ở bên Úc, cho nên á, mình có thể là mình sẽ tin tưởng để sử dụng cái sản phẩm này lâu dài. Và nếu như mà sau này về Việt Nam á, thì chắc mình cũng tìm mua cái sản phẩm này để mình tiếp tục sử dụng. Ok, thì đây là cái video hơi bị điệu đàn của mình, để khoe với các bạn, để giới thiệu với các bạn về cái cách mà mình skin care mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối. Từ đó tới giờ á, nếu như mà các bạn chưa có tìm hiểu về skin care, chưa có biết về skin care á, thì tụi mình hãy nên sử dụng và hãy nên áp dụng để bảo vệ cái sức khỏe và cái sắc đẹp cho làn da của mình. Tại vì điều này hết sức là quan trọng. Y như mình nói, thứ nhất là làm đẹp cho bản thân, làm cho bản thân cảm thấy tự tin, vui vẻ và yêu đời hơn. Và thứ nhì là còn làm đẹp cho ông xã của mình nữa. Ok, anh Thư xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã quan tâm và theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!